Hi, xin chào tất cả mọi người nhá. Chúc mọi người có một ngày mới thật là vui vẻ nhá. Thì em xin phép được giao lưu với mọi người một cái rễ tắc đỏ đen này. Cái rễ này là 8,5 kg anh chị bạn nhé. Đấy, cho bác xem một vòng. Dáng thì cũng rất là phiêu, đông đặc luôn. Rồi ok, em đo kích thước chiều cao nhá. Chiều cao của cái gốc này là được 50. Rồi cái nhánh này, nhánh này là nó dài từ đây qua đây là 60 các bác này. 60. Đế này, cái nhánh ở phần đế này cũng 60 luôn các bác nhé. Rồi cái thân rễ này nó được rộng được 20 này, 16 này. Lên đến đây là 12 này. Dáng rất là ok. Đây các bác nhìn này, rất là đẹp luôn. Đây, 20 đây, từ đây qua đây là 20 đây. Đây 16. Độ dày của nó đây. Độ dày của nó thì chỗ được 8 phân, chỗ 7 phân, chỗ thì 10 phân. Đấy, chỗ 8 phân, 7 phân, 10 phân. Còn cái rễ này của nó thì nó được cái này các bác này, 6,5 phân 7 phân cái rễ này chỗ đây, còn đoạn to đây thì được 10 phân, 8,5 kg đông đặc. Anh chị bạn nào thiện chí thì cứ liên hệ em số điện thoại là 0338918991 nhé. Chắc đỏ đen là vân đây, vân này. Đây, vân đây các bác này. Đấy, vân đấy đẹp luôn đây các bác. Cảm ơn mọi người nha.